Sotheby's đấu giá tranh đương đại. Kính thưa quý vị, Sotheby's vừa tổ chức phiên bán đấu giá lớn nhất trong lịch sử 268 năm của mình về các tác phẩm nghệ thuật hậu chiến tranh và nghệ thuật đương đại hôm thứ Ba, ngày 13 tháng 11. Dẫn đầu là tranh của Mark Rothko đạt 75 triệu Mỹ Kim và tác phẩm thiết lập kỷ lục của Jackson Pollock đạt 40 triệu Mỹ Kim. Tổng doanh thu là một con số đáng nể là 375 triệu Mỹ Kim. Cuộc bán đấu giá cho thấy khả năng phục hồi nhanh chóng của thị trường nghệ thuật kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Sotheby's cho biết đây là kết quả tốt nhất chưa từng có trong một cuộc đấu giá duy nhất và đã đánh bật hết thảy giá ước tính mức cao trước đó. Bức Screaming Pope của Francis Bacon được bán với giá gần 30 triệu Mỹ Kim. Một bức của William de Kooning đặt mức giá là 20 triệu Mỹ Kim. Một bức của Johann Richter giá 17.4 triệu Mỹ Kim. Kiệt tác của Rothko mang tên là Number One Royal Red and Blue và bức tranh theo kiểu rẫy màu của Pollock Number Four 1951 cũng đã được bán trong đợt này. Alexander Rother là lãnh đạo bộ phận nghệ thuật đương đại của Sotheby's phát biểu là họ rất vui mừng với kết quả đạt được. Doanh thu ước tính 374 triệu Mỹ Kim, đây là một kỷ lục đáng kinh ngạc về doanh thu cao nhất của Sotheby's trong lịch sử của hãng. Đặc biệt, đây là một kết quả thực sự hấp dẫn của nghệ thuật đương đại. Cuộc đấu giá đã bị các nhà sưu tập dẫn dắt, họ đã mở rộng hầu bao sau khi chứng kiến mới tuần trước họ chỉ ngồi bất động trong cuộc bán đấu giá nghệ thuật ấn tượng và hiện đại. Việc bỏ giá mạnh đã minh chứng cho những nhà sưu tập giàu có đã theo đuổi những bộ sưu tập xác định của các tác phẩm hiếm nhất và được đánh giá cao nhất. Mở màn là tác phẩm của Rothko bắt đầu ở mức 28 triệu Mỹ Kim, nhưng ngay lập tức thì nhảy lên đến 35 triệu Mỹ Kim. Giá tăng lên từng triệu cho đến mức giá là 56 triệu Mỹ Kim, thì một nhà sưu tập bỏ giá lên đến 60 triệu Mỹ Kim, kết thúc lượt bán đấu giá tác phẩm của Rothko. Tác phẩm mà Sotheby's đã ước tính sẽ bán với giá từ 35 triệu đến 50 triệu Mỹ Kim, thuộc cùng trong bộ sưu tập năm 1982, đã bán được với giá 75 triệu Mỹ Kim, bao gồm hoa hồng, đó là mức giá cao thứ nhì cho một tác phẩm của Rothko tại cuộc đấu giá. Rother giải thích rằng, nếu đứng trước mặt của một tác phẩm của Rothko, bạn cảm thấy như bức tranh đang hoạt động, toát lên tất cả các vẻ đẹp mà Rothko đã thể hiện. Các nhà thầu công nhận điều đó, Pollock, một tác phẩm nằm trong bộ 8 tác phẩm trụ tượng trong một bộ sưu tập tư nhân bán với giá Mỹ Kim là bỏ qua các kỷ lục đấu giá trước đó của Pollock. Lúc đầu thì bức này có giá ước tính từ 25 đến 35 triệu Mỹ Kim. Cuộc đấu giá kết thúc thứ Tư 14 tháng 11. Sau đó thì đến nhà Christie cũng sẽ tổ chức đấu giá tranh hậu chiến và nghệ thuật đương đại.